Nãy giờ em có kiểm tra email của em chưa? Rồi anh. Thấy gì không? Không thấy gì cả, thấy email cũ của em. Kỳ vậy ta. Anh đang chờ cái gì à? Không có. Có mèo, có cái tiếng mèo kìa. Đây. Ôi. Ôi, con nào nó dám gửi hình đứng cùng anh gửi cho em? Con nào hả? Con này là con nào? Thế là nãy giờ là ngồi canh mẹ chờ con này nó gửi hình đến để nó chọc tức tôi lên đúng không? Không em ơi, em tha cho anh nha, tại vì anh lỡ dạy có một lần thôi. Tôi không bao giờ tôi tha được cho anh. Cái dạng trăng hoa mà lăng loạn như anh thế này thì tôi đi về nhà mẹ tôi. Ừ, em đi. Anh biết. Phan, mấy lần trước tôi cũng giận, tôi bỏ về nhà, đùng bỏ về. Mẹ bảo như thế là không tốt, như thế thì không giữ được chồng mà càng tạo cơ hội cho chồng đi. Cho nên là mẹ bảo phải 10 lần anh phạm lỗi thì tôi mới về nhà. Bây giờ chưa đủ 10 lần thôi. Ủa mẹ nói vậy hả? Đúng. Đâu có em ơi, em nói thiệt với em. Thiệt á, anh biết lỗi, anh cảm thấy rất ân hận. Bởi vì không chỉ một lần đâu. Cái đó anh nói giảm nói tránh á, chứ thiệt ra là mười mấy lần nữa. Mười mấy lần. Nhưng mà thôi, để giữ dâu hiền vợ thảo con ngoan thì tôi tha cho anh lần này. Ủa? Thôi tôi đi ngủ. Ê, em. Khúc này là sai tâm lý. Sai tâm lý hoàn toàn luôn. Bình thường á, nếu mà có giận anh, cãi lộn hay gì, cái chuyện mà chăn qua của anh đó là em sẽ nổi điên lên, em đập đồ chán chê rồi thì em tức giận lên, em bỏ về nhà mẹ em. Bởi vì em phải đúng tâm lý của em. Em làm đi. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, anh hiểu không? Tôi phải nghĩ đến đường dài. Nếu như bây giờ đang đêm hôm 12 giờ đêm tôi đi về nhà, tôi bấm chuông, bố mẹ tôi ra mở cửa, hàng xóm láng giềng người ta nhìn qua, người thấy con này bảo con này đã lấy chồng rồi, 12 giờ phải về nhà bố mẹ, là thế nào? Là chồng nó đối xử với nó tệ như thế nào nó mới phải về nhà, hoặc là nó tệ như thế nào chồng nó mới đuổi ra khỏi nhà. Xong cuối cùng thì sao? Bố mẹ tôi là người như thế nào mà dạy con gái đến mức bị chồng đuổi về nhà? Thế là cuối cùng tất cả mọi người đều bị liên lụy, anh hiểu không? Tôi phải nghĩ đến cho mọi người, tôi phải nghĩ đến cái thể diện của gia đình này. Tôi đi ngủ. Ủa? Em, không phải đâu. Lúc này là em phải về nhà, em về nhà đi. Đây. Em không về nhà, ok anh lại đi. Thì về đi, về nhà. Em tha cho anh mà anh lại bắt em phải. Không phải, cái chuyện này là cái chuyện nó ảnh hưởng tới danh dự của em mà em phải tức giận em bỏ về nhà chứ. Không, em cho phép em được chấp nhận là em mất mặt trước anh hôm nay. Em đi ngủ. Trời đất ơi, khó hiểu quá, sai tâm lý rồi. Anh lạ thế nhỉ? Sao mình tha thứ tới chồng mình mà chồng mình lại không muốn là thế nào? Thế là thế quái gì nhỉ? Ê, sao tự nhiên lại nhảy một phát vào giường ngủ vợ chồng tôi thế? Em nghe bên phòng chị có tiếng ồn. Chính xác. Qua đây em coi chị có bị gì không. Em bảo vệ chị. Có chuyện gì hả chị? Có gì không? Một chuyện động trời. Trời ơi, động trời hả? Ra đây xem. Ra đây. Gì vậy chị? Chồng chị chụp với cái con nào mà nó xấu. Con này không phải con người, con này là con quỷ. Mà nó không biết là nó xấu, nó vẫn tưởng nó đẹp, xong đây lại còn niter, nó còn thế này nữa chứ. Em ơi, nhìn có lộ tóc lên không? Ôi, nó xấu, nhìn nó thô bỉ, nó thô tục. Trời ơi, nhìn nó như một thằng đàn ông. Trời, chồng chị. Chị đừng nói là bữa nay chồng chị cặp với con này nha. Chị đấy thì nó gửi hình qua nó khoe đấy. Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Chị, không lẽ là bây giờ chồng chị có bệnh? Chồng chị bị cái con mắt chồng chị bị sao rồi? Có lẽ là bây giờ là giống như là đổi gu rồi, không có thích những cái dáng vẻ mà mảnh mai liễu yếu đào tơ này nữa. Bây giờ chuyển sang thích mấy con mà nó xấu lạ, cơ bắp mà nó thô, mà nó xù xì như một thằng đàn ông vậy đó. Chết, bây giờ là chết rồi. Đàn ông cái khẩu vị và thẩm mỹ nó thay đổi lạ lùng nhỉ. Chị ơi, bây giờ cơm ăn hàng ngày còn ngán, nói chi là vợ. Lâu lâu ta phải đổi vị đúng không? Đúng rồi, lâu lâu là phải tự đi ra cho cháy cơm lên để ăn đó. Bây giờ là chết rồi, bây giờ là ảnh chuyển sang ảnh thích cơ bắp rồi. Thế bây giờ phải làm sao để giữ chồng? Giờ chị phải làm sao đi? Bây giờ một là chị phải nhường chồng chị cho mấy cái con thô lỗ đó. Con điên à? Thế thì hai là chị phải tự thay đổi chị thôi. Bằng cách nào? Thì chị bây giờ chị đi tập tạ đi. Tập tạ, tập đồ lên, hít đất đồ vô, ghim vô, đồ hơn nó luôn. Ôi cái này khổ quá, tôi nhìn... Thế cho mất chồng thôi. Bây giờ chồng chị chuyển sang thích sờ tay lạ rồi. Chết rồi. Ôi, con rất nhìn. Em nhìn con đây là con quỷ. Con đây là con quỷ chị biết rồi. Trời ơi, mà em nói thiệt nha. Chồng chị vì cái con đó mà bỏ chị, tức là chị còn xấu hơn con quỷ nữa. Có điện thoại kìa. Để con ở đây không cái này nhỉ? Số lạ. Số lạ hả? Alo. Anh là ai? Cái gì? Nghĩ sao mà kêu là anh chạy? Không thấy nói giọng phụ nữ hả? Hả? Tôi là người yêu của anh Tú nè. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho anh Tú đi. Sao trên đời này lại có người mà cả cái cơ thể, cái thân hình và đến cả cái giọng nói cũng là đàn ông thế nhỉ? Tôi chính là cái người mà cái người phụ nữ mà có thân hình đàn ông ở trong cái hình đó đó. Ai vậy chị? Cái con quỷ đấy đấy, nó gọi đến đấy. Con quỷ cái nữa hả? Con quỷ đàn ông đấy. Gan quá, chị mở ra lửa lên nhà mở lắm. Alo, vẫn đang tiếp tục nghe đây. Hãy buông tha cho ảnh đi, hãy buông tha đi. Ủa, anh Hải? Anh hả? Anh giỡn gì kỳ vậy? Hải nào, tôi không phải là chồng của cô. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho ảnh đi. Cái giọng rõ ràng mà. Kỳ vậy? Này, thế đằng ấy ơi, thế ngoài cái thân hình và cái giọng nói của đằng ấy giống đàn ông, thế đằng ấy còn cái quái gì khác giống đàn ông nữa không? Ngon. Ngoài cái giọng với cái mặt ra thì tất cả tôi đều là phụ nữ. Hãy buông tha ảnh đi, bực bội quá hà. Con quỷ cái này bây giờ mình mà không xử nó không coi chị ra cái gì hết. Đúng rồi, bây giờ phải xử nó. Bây giờ chị phải làm một cái hành động gì đó đi. Thôi bây giờ chị đi về nhà mẹ chị. Về nhà mẹ hả? Chị đi về nhà mẹ chị lấy hành lý, chị đi về nhà mẹ chị. Bay! Ra biểu. Cô là ai? Hả? Cô là ai mà rình mò hồi nãy giờ tôi để ý cô ha, theo dõi cô ha. Cô là ai? Hả? Cô là ai? Hả? Cô là ai? Khai báo liền. Tính ăn trộm hay gì? Hả? Nhìn vô quán người ta. Hả? Tại sao? Hả? Cháu cái gì? Cháu cái gì? Hả? Ăn trộm phải không? Hả? Đi lên vườn với tôi. Lên vườn với tôi. Con ăn. Con cái gì mà con đi lên vườn. Con không ăn trộm. Con là đang tìm kiếm người quen. Đang tìm gì? Sao kỳ vậy ta? Đang tìm kiếm người quen. Tại sao đeo khẩu trang? Tại vì con thích đeo khẩu trang. Chả lẽ đeo khẩu trang là có tội? Đúng, đeo khẩu trang là không có tội. Tại vì ô nhiễm môi trường quá cho nên có quyền đeo khẩu trang. Đúng. Nhưng mà trong cái tình hình này, đeo khẩu trang mà nhìn lấp ló nhìn vô nhà người ta là mờ ám. Bây giờ khai không? Không khai hả? Không khai, lôi lên vườn. Con trời ơi, khổ quá cơ. Bây giờ làm sao? Khổ cái gì mà khổ? Hay quá. Trận đầu bên kia. Không. Bình tĩnh. Người quen. Ai mà quen? Hả? Ai mà quen? Chị Nhã. Nhã nào? Hả? Ngậm đi chứ đừng cái. Con đây. Mũi con đây chính là con. Chị Nhã đó chú. Đây con đây. À đau quá. À con Nhã. Dạ đúng rồi. Về rồi hả con? Về rồi xong đi vô đi. Tự nhiên mày đứng lấp ló ngoài này làm cho tao hiểu lầm. Con đã về thì con phải đợi anh ấy ra, anh ấy cầu xin anh ấy rước con về chứ. Trời ơi, tự nhiên mình đi về nó mất giá không? Trời đất ơi, đáng lẽ bà quay về bà năn nỉ người ta thì có. Sao con lại phải năn nỉ người ta? Anh ấy có lỗi, con đi thì anh ấy phải sang rước con về chứ. Con đi hoài à? Hãy con giận cái con về nhà mẹ con giận về nhà mẹ con. Rồi con kêu người ta qua năn nỉ hoài nó cũng đâm nhàm chứ đúng không? Thôi nghe lời chú đi, vô trọng mình năn nỉ chồng đi. Đúng rồi đó chị ơi, bây giờ chị dẹp cái từ ái qua một bên đi. Trời ơi tội nghiệp anh Tú lắm. Chứ bữa giờ là cái con mắt của ảnh hả, y như mắt của vợ luôn á. Vì sao? Ảnh nhớ chị, ảnh không ngủ được, ảnh thức thâu đêm suốt sáng. Thế á? Tội nghiệp lắm luôn á. Thương thế á? Ảnh suốt hồi đầu 8 kg rồi đó. Ôi vì thương nhớ con đấy. Anh ấy sốt ký, anh ấy bị đen mắt đấy. Đúng rồi. Thế, thương thế. Bởi vậy chị vô đi, chị vô với ảnh đi. Mày đi thiệt á. Mày nói cái gì mày phải nói đúng sự thật, tao ngứa miệng ghê nơi vậy đó. Nó làm gì mà nó nhớ con này mà thức thâu đêm suốt sáng, thức thâu đêm suốt sáng là để coi đá banh. Cái gì? Cá độ, đá banh, hiểu không? Nó nhiều khi nó không coi ở nhà, đi ra ngoài quán cà phê thì nó coi, hoặc tới nhà bạn nó coi 2-3 ngày nó mới về. Mắt nó như là hai cái giếng rồi đó, thụt ra phía sau rồi nè. Có nghĩa là không phải là vì anh ấy mệt mỏi và đau đớn vì con, mà đơn giản là vì thức đêm coi đá banh. Nó thức đêm nó coi đá banh, còn đau đớn là tại vì nó thua cá độ. Trời ơi chú, trời gì? Mày nói gì mày, tao ghét mà nói mà không đúng sự thật lắm. Phải nói đúng sự thật để cho nó biết. Nói chung là theo ý của chú là anh ấy đưa con đi về nhà mẹ để anh ấy tự do xem hết cái mùa bóng đá này, đúng không? Đúng. Mùa bóng đá này kéo dài trong bao nhiêu ngày? 30 ngày. 30 ngày là anh ấy muốn là con về nhà mẹ con ở 30 ngày để anh ấy tự do 30 ngày. Em chịu khó quay mặt qua chụp mới được em. Trời ơi, kỳ. Tưởng quỷ trong điện thoại á. Lẹm gì anh bắt tôi vẽ con gái rồi chi cho nó khó khăn vậy trời. Thôi mày làm ơn mày ngồi xuống đi, mày ngồi xuống mày nói chuyện đi, chứ mày đứng hồi chắc tao ói á. Tự nhiên bắt tôi vẽ gái gì đỡ làm cái gì phải bất khả kháng thôi, chứ thiệt ra giờ vợ tao mới gọi điện nói là hả ráng ở nhà đi, bà đang trên đường về mà còn mấy trận nữa, ráng về chụp làm sao á cho bà thấy được cái hình, thấy tao tưởng tượng là tao đi với gái không, bà ghen bà bỏ đi tiếp mới coi cái được đá banh, hiểu không? Ráng giúp nha, miễn sao là nó không quay về là được, không quay về là được, nhớ không? Miễn chiêu mà không quay về là được chứ gì. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Cáp cứu ơi, trời đất ơi, chết rồi. Tú ơi, coi vợ mày nè, vợ mày nó bị gì nó xỉu. Vợ này đó, nó trời ơi nó xỉu ở ngoài trước á, trời đất ơi là trời, không coi vợ mày đó, bây giờ nó lặt lìa lặt lọi nè đó, thấy chưa đó, bây giờ ai gật qua là nó gật qua, mà gật lại là nó gật lại nè đó, bung lên là nó bung lên nè đó, thấy chưa? Sao mày đứng đó vậy? Ở đây đứng đấy được rồi. Đứng đấy gì mày che gì vậy hả? Ồ trời đất ơi, trời đất ơi, Tú ơi mày quá đáng lắm rồi nghe Tú ơi. Trời ơi, vợ mày không có ở nhà cái là mày dẫn gái vô nhà phải không? Trời ơi, đội màng hả cô? Cô đội màng hả cô? Hả, trời ơi, tóc dài hơn vợ nó nè. Cô xây cái mặt cô qua đây coi. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, tao chưa từng thấy một cái cô gái nào mà nó xấu banh nhà như vậy. Mày hốt vô đây mày làm gì vậy? Hả? Con tốt lắm, cô tốt lắm, cô tốt. Hả? Con gái con đứa gì mà bà vô phòng riêng của người ta là sao? Hả? Chú yeah. Hả? Tự nhiên phòng của con chú nhào vô rồi làm kệ người ta đi, người ta dễ thương mà. Trời, mày đổi gu hả? Giờ sao mà mày lựa người vậy mà nam không ra nam, nữ không ra nữ. Con quỷ này chú ơi, giờ đừng nói nhiều, giết nó chết đi chú. Không, chỗ này đẻ trứng, giết nó chết. Nè anh Tú, em không ngờ nha, anh bị nó tẩy não á, cho nó chết được. Để anh bảo vệ cho em, anh bảo vệ cho em. Chết rồi. Rồi đó, anh bảo vệ cho em nữa kìa. Anh bảo vệ cho em. Cái con tôi hết chịu nổi rồi nhá. Bây giờ mười rõ cái bản mà cái bản chất mà lăng loàn của anh nhá. Cái con kia ra đây cho tao nhìn mặt. Đi ra đây, đi ra. Rồi, qua lôi nó ra thôi con. Mày vô nhà. Xử lý nó đi. Uống hả? Mày giật chồng người ta hay sao? Mày xấu rồi, dám đi giật chồng. Trời ơi, con ơi nó rụng rầu. Trời ơi nó ung thư hả trời. Trời ơi trời. Mày ứng hả? Trời ơi, lông mi giả. Nó giật. Chú! Chú đánh chồng con! Chú đánh chồng của con mà! Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào có. Nào thì cha xét như hoãng thư. Em mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung, qua bao chặng đường dài. Mãi mãi là của nhau, nguyện cùng bên nhau nhà vợ yêu. Vợ của anh. Bây giờ mày làm ơn mình trả lời, tao biết là